Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube cũng như là các cái nền tảng của Shaomai Audio chúng tôi. Hôm nay chúng ta đang ở trong ngôi nhà thờ Bút Sơn, giáo sứ Bút Sơn thuộc giáo Hạt Phủ Lý và thuộc giáo phận Hà Nội. Chúng tôi đang lắp đặt hệ thống loa Bose MA12 cho nhà thờ. Nhà thờ này thì có cái mức vang rất là vừa phải, khoảng 2,5 đến 3 giây. Cho nên là khi mà lựa chọn hệ thống loa thì chúng tôi đã cùng gia sứ và ban hành giáo bàn và chốt lựa chọn hệ thống loa Bose MA12 gồm 16 quả loa được chia thành 8 cột đôi. Đây, chúng ta sẽ thấy là mỗi gian như này tầm khoảng hơn 5 mét, thì một cây loa sẽ phủ hai gian, tức là hai gian sẽ là một cọc đôi, tức là 4 quả. Do tình hình dịch bệnh và các cái chuỗi cung ứng nó bị đứt gãy cho nên là hôm nay loa đèn mới về và các cái hệ thống công suất sơ cua thay thế mới có, nên chúng tôi hôm nay mới triển khai lắp được cho cha, mặc dù cha đã lựa chọn và đã chốt lắp đặt loa bầu từ cách đây 2 tháng rồi. Thì hôm nay sau mai mới Shaomai Audio mới về lắp đặt cho cha được. Ta xem đây, gian chính giữa là có âm hưởng, mang cái âm hưởng của nhà thờ chính tòa, nhà thờ lớn rất là nhiều. Đấy, chúng ta xem, hoàn toàn kiến trúc là kiến trúc Gothic. Đây là các điểm loa, các điểm loa sẽ lắp đặt ở trong nhà thờ, ngôi nhà thờ này. Chúng ta đang ở trong tháng 5, tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Đây cũng là cái một trong những cái nỗ lực mà gia sứ cũng như giáo sứ dâng lên Đức Mẹ. Sau Mai Audio cũng dành tất cả những cái tâm huyết của mình để thiết kế và lắp đặt hệ thống loa này. Chúng ta sẽ xem sơ qua về bên ngoài nhà thờ. Nhà thờ giáo sứ Bút Sơn là một trong giáo sứ nằm đúng ở khu nhà máy xi măng Bút Sơn, những cái nhà khu núi đá vôi. Chúng ta xem núi đá vôi. Ở đây có các nhà máy xi măng Bút Sơn và một số nhà máy xi măng lân cận, như là về sau này là các cái xi măng Thành Thắng, xi măng Xuân Thành, Vina Kansai. Thì đây là những cái nơi mà khu mà cái núi đá vôi rất là đẹp. Thì hôm trước, tuần trước chúng tôi đã lắp nhà thờ Lan Mát, là một trong nhà thờ cũng gần ngay đây và xây hoàn toàn bằng đá. Thì hôm nay tôi lắp ở nhà thờ giáo sứ Bút Sơn. Đây, các bạn xem, nhà thờ giáo sứ Bút Sơn rất là trang nghiêm, khuôn viên rộng rãi. Đây, các bạn xem, các cha tiền nhiệm đã xây dựng nhà thờ cao ráo, rất là đẹp, khang trang các bạn. Đây, tòa tháp chính với 5 tầng tháp, 7 gian. Và chúng tôi sẽ dự tính sẽ lắp hệ thống loa này, chúng tôi sẽ lắp trong khoảng 1 ngày. Đấy, còn 1 ngày xong để mai chúng tôi chuẩn bị trở về mà lắp ở một giáo sứ rất là lớn ở giáo phận Thái Bình. Đấy, chúng ta xem qua cái khuôn viên cũng như là cái hình ảnh trực tiếp từ giáo sứ Bút Sơn thuộc Hạt Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đấy, chúng ta xem nhà thờ rất là đẹp. Chúng ta thấy nè, một gian trên tháp, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gian cung thánh là 7 gian, cộng với lại một chút cánh thánh giá, có nhưng hơi nhỏ. Thì chúng tôi sẽ lắp là 2 gian một cây loa, 2 gian một cây. Xin cảm ơn các bạn đang theo dõi qua quá trình chuẩn bị lắp đặt hệ thống loa Bose MA12
tại giáo sư Bút Sơn của công ty Sao Mai Audio Hà Nội. Và chúng tôi sẽ trở lại với các cái clip tiếp theo trong quá trình lắp đặt và test thử âm thanh cũng như là âm thanh trực tiếp trong các thanh lễ. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.